Địch Lệ Nhiệt ba khoe vi dù rạng rỡ tại Gala Xuân Vãn 2024, gây sốt với màn biểu diễn điệu múa Tân Cương cực điệu nghệ. Tối ngày 9 tháng 2, nhằm 30 Tết, tại Gala Xuân Vãn 2024 của Đài Hồ Nam, Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt ba đã đem đến chương trình điệu múa Tân Cương vô cùng ấn tượng, khoe trọn nhan sắc rạng rỡ và thần thái điệu nghệ. Màn biểu diễn của nữ diễn viên ngay lập tức gây bão mạng xã hội. Từ khóa Địch Lệ Nhiệt ba đẹp điên đảo cũng nhanh chóng thống lĩnh top 1 hot search Weibo. Được biết, CCTV News đã liên tục đăng 3 bài viết lên mạng xã hội với lời khen có cánh. Bất kỳ ảnh chụp màn hình nào, cô ấy đều rất đẹp. Trước đó, điệu múa Tân Cương của Địch Lệ Nhiệt ba đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ung Văn Bân khen ngợi. Trước đó, trong chuyến đi đến Croatia cùng đoàn thành viên chương trình Hoa Tỷ Đệ, Địch Lệ Nhiệt ba vô cùng khéo léo quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất Tân Cương, quê hương cô. Nữ diễn viên đã có những giây phút tỏa sáng, biểu diễn tự tin điệu múa Tân Cương trước những người dân ở đây. Cũng trong chương trình Hoa Tỷ Đệ, Địch Lệ Nhiệt ba đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Cô không chỉ giữ gìn bản sắc dân tộc Tân Cương mà luôn tích cực quảng bá về văn hóa của những dân tộc thiểu số ở Trung Quốc được chút nào hay chút đó. Địch Lệ Nhiệt ba sinh năm 1992, tên đầy đủ là Địch Lệ Nhiệt ba Địch Lực Một Lạp Đề, là nữ diễn viên, người mẫu người Trung Quốc, xuất thân trong một gia đình nghệ thuật, nên từ nhỏ cô đã được học vũ đạo, đàn piano và đàn violin. Năm 2014, Địch Lệ Nhiệt ba tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải khoa biểu diễn. Sau tốt nghiệp, cô nhận được sự chú ý của khán giả sau khi tham gia bộ phim cổ trang Tiên Hiệp Ăn Khách Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Với nhan sắc có 102 và sự nỗ lực của bản thân, Địch Lệ Nhiệt ba vụt sáng trở thành một trong những nữ diễn viên có lưu lượng hàng đầu trong giới giải trí showbiz. Sở hữu nét đẹp pha trộn giữa Á và Âu của người phụ nữ đến từ Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt ba vẫn luôn là tâm điểm của giới truyền thông mỗi khi cô xuất hiện trước công chúng. Những năm gần đây, Địch Lệ Nhiệt ba là một trong những mỹ nhân showbiz được nhiều nhãn hàng, thương hiệu lớn săn đón như Dior, Mikimoto. Angelababy chính thức lộ diện sau khi được gỡ phong sát, diện mạo gây tranh cãi nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Chiều ngày 9 tháng 2, tức 30 Tết âm lịch, Angelababy đã tung video chúc mừng năm mới khán giả. Động thái này đánh dấu việc nữ diễn viên chính thức tái xuất showbiz sau 3 tháng bị đóng băng sự nghiệp vì ồn ào xem Lisa biểu diễn ở câu lạc bộ thoát y tại Paris. Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất của minh tinh sinh năm 1989 khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Sau 3 tháng ở ẩn, gương mặt của Angelababy đổi khác, đường nét đơ cứng và thiếu tự nhiên hơn trước đây. Nhiều người nghi vấn Angelababy bí mật giao kéo thay đổi đường nét gương mặt, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cô dùng app chỉnh sửa quá tay. Về phía Angelababy, cô đăng tải loạt hình ảnh trang trí nhà cửa đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, thể hiện tinh thần vui vẻ và hào hứng trên trang cá nhân. Theo địa chỉ IP của bài đăng, có lẽ năm nay, ngôi sao cô Phương Bất Tự Thưởng sẽ ăn Tết ở Thượng Hải, Trung Quốc, thay vì trở về quê nhà Hồng Kông cùng gia đình. Tháng 9 vừa rồi, Angelababy được cho là có mặt tại buổi diễn của Lisa tại câu lạc bộ thoát y Crazy Hour ở Paris. Hành động tới xem buổi diễn thoát y được cho là ủng hộ văn hóa phẩm đồi trụy, đi ngược thuần phong mỹ tục ở Trung Quốc. Do vậy, nữ diễn viên đối mặt với làn sóng chỉ trích của khán giả Trung Quốc. Dù phía câu lạc bộ thoát y Crazy Ho phủ nhận thông tin Angelababy tới xem buổi diễn của Lisa, khán giả Trung Quốc vẫn không buông tha cho cô. Nữ diễn viên cũng phải hứng chịu những hình phạt từ cơ quan quản lý. Tài khoản cá nhân của Angelababy trên mạng xã hội Weibo, Trung Quốc, bị cấm phát ngôn từ tháng 10 năm 2023. Người dùng không thể bấm theo dõi Angelababy trên trang cá nhân và họ cũng không thể gửi tin nhắn cho nữ diễn viên. Angelababy mất hút tại các sự kiện nhiều tháng qua. Một số nguồn tin cho hay, Angelababy tìm một số người bạn nhờ giúp đỡ, cố gắng giữ vững tinh thần trong giai đoạn khó khăn. Việc bị cấm sóng tạm thời, khó tương tác trên mạng xã hội, khiến cô thiệt hại lớn về kinh tế. Ngôi sao Trung Quốc cũng thông báo rút khỏi chương trình truyền hình thực tế Kiếp Trang Ninh sau nhiều năm gắn bó với lý do xung đột lịch trình. Cô cũng bị mất hợp đồng quảng cáo với các nhà tài trợ của chương trình. Theo Sina, Angelababy đứng trước nguy cơ đền bù 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 13 triệu đô la Mỹ, cho các đối tác. Một nguồn tin thân cận cho hay, những tháng qua, Angelababy tập trung nghỉ ngơi, tránh lui tới những nơi đông đúc. Cô cũng không muốn lên tiếng bình luận về những tin đồn thị phi và chờ đợi thời điểm thích hợp. Dương Tử bị nhà sản xuất phim mắng vô ơn. Để có được chỗ đứng vững chắc như hiện nay tại showbiz, trở thành hoa đáng hàng đầu lứa 90, Dương Tử đã phải trải qua không ít khó khăn, tới nỗi cô đã từng có suy nghĩ muốn từ bỏ nghiệp diễn, rời khỏi làng giải trí. Trong bài phỏng vấn mới đây với tờ Nhân Vật,
Dương Tử đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trong suốt quá trình làm nghề, những chuyện mà trước đây cô chưa từng một lần tiết lộ trước công chúng và giới truyền thông. Theo đó, Dương Tử cho biết, trong quá khứ, có một nhà sản xuất nổi tiếng mời tham gia một dự án phim, cô đã rất vui vẻ và nhanh chóng nhận lời luôn, cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để nhập đoàn. Tuy nhiên, đến ngày khai máy, khi thấy đối phương mãi chưa có tin tức gì, cô đã chủ động gọi điện hỏi lại, người đó nói phim đã bị hoãn, bảo Dương Tử nhận phim khác để đóng trước. Đáng nói, không lâu sau đó, Dương Tử vô tình đọc được tin trên mạng rằng, bộ phim đã bắt đầu khai máy từ sớm. Cô kiểm tra lại tài khoản WeChat của đối phương, thì nhận ra mình đã bị chặn. Lần khác, có một bộ phim mời Dương Tử đảm nhận vai chính, phía đoàn phim còn yêu cầu cô dành thời gian luyện tập hình thể, lời thoại cũng như những yếu tố khác để có trạng thái tốt nhất khi đóng. Thế nhưng điều không ngờ là cô lại bị thay thế phút chót, đối phương đã gọi cho bố của Dương Tử và yêu cầu cô diễn vai khác, vì không thích vai diễn đó và cần thời gian để định tâm lại, nên cô từ chối. Đối phương liền mắng cô không biết tốt xấu, họ chiếu cố cô như vậy mà không biết điều, vô ơn. Nàng Hoa đáng thừa nhận những việc đó không chỉ khiến cô tổn thương, mà còn khiến cô ý thức được vùng xám trong lòng người và khoảng tối của thế giới. Dương Tử xuất phát điểm là diễn viên nhí, những tưởng đấy là lợi thế cho sự phát triển sau này, nhưng đối với cô thì lại không dễ dàng chút nào. Một phần nguyên nhân theo Dương Tử chính là bởi cô không có lợi thế về ngoại hình. Bằng với sự nỗ lực không nghỉ và nhờ cha mẹ động viên mới có được một Dương Tử thành công như hiện tại. Đồng thời cô ghi dấu với khán giả qua nhiều dự án hấp dẫn như Tru Tiên Thanh Vân Chí, Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Trường Tương Tư. Một siêu phẩm cổ trang lập thành tích khủng, Triệu Lệ Dĩnh và dàn sao Lưu Lượng nhìn chỉ biết ước. Bên cạnh những dự án của dàn sao Lưu Lượng được mong chờ lên sóng năm 2024 như Trường Tương Tư 2 của Dương Tử, Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn, hay Đại Phụng Đã Canh Nhân do Vương Hạc Đệ và Điền Hy Vi chủ diễn, vẫn còn một bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, gần như đếm ngược từng ngày để chờ thông báo chiếu chính thức từ đoàn phim, đó là Khánh Dư Niên. Siêu phẩm cổ trang từng khuấy đảo màn ảnh Hoa Ngữ năm 2019, dàn cast chủ lực của Khánh Dư Niên bao gồm cả mùa 1 và mùa 2 đều không có ai là sao Lưu Lượng. Nam chính Trương Nhược Quân bấy lâu nay cũng vẫn luôn theo đuổi lộ tuyến thực lực, coi trọng chất lượng kịch bản hơn số lượng. Thế nên, đa phần những bộ phim do anh đóng đều rất được công chúng đón nhận. Quay trở lại với Khánh Dư Niên, phim chỉ vừa mới bắt đầu ghi hình mùa 2 từ giữa năm 2023 sau 4 năm trời hoãn kế hoạch hết lần này tới lần khác. Tính từ lúc phim khai máy đến nay, Khánh Dư Niên liên tục phá kỷ lục trên nền tảng Tencent, xứng đáng ghi danh vào lịch sử. Cách đây ít ngày, phim đã chính thức phá 11 triệu lượt đặt xem trước, một con số quá khủng, tới dàn đỉnh lưu nước tiếng Cbiz cũng khó làm được. Khánh Dư Niên khai thác câu chuyện hấp dẫn về những cuộc tranh quyền đoạt vị chốn cung đình. Mùa đầu tiên của phim đã trở thành hit lớn sau khi phát sóng vào năm 2019, tổng lượt view xem online xấp xỉ 14 tỷ, đồng thời cũng mang tới cơ hội đổi đời cho các diễn viên tham gia. Ở mùa 2, ngoại trừ Tiêu Chiến, thủ vai Ngôn Băng Vân ở mùa đầu vắng mặt và được thay bằng Ngô Hạnh Kiện, dàn cast từ mùa 1 vẫn giữ nguyên vẹn, bao gồm Trương Nhược Quân, Lý Thấm, Ngô Cương, Trần Đạo Minh, Quách Kỳ Lân, Tống Dật. Theo bật mí của nam chính Trương Nhược Quân, phim có khả năng lên sóng vào nửa đầu 2024. Vợ chồng Trương Tấn và Thái Thiếu Phân tình bể bình ngay ngày đầu năm khiến dân tình suýt xoa không ngớt. Trên Weibo mới đây, diễn viên Trương Tấn đăng bộ ảnh chụp cùng chồng và viết: "Chúng ta hãy là ánh sáng của nhau, hãy đồng hành với nhau nhé." Đáp lại, Thái Thiếu Phân trả lời: "Tương lai còn rất dài, chúng ta cùng nhau đi nhé." Đôi uyên ương chụp bộ ảnh kỷ niệm 15 năm gắn kết. 2023, Thái Thiếu Phân gây chú ý khi tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Thái Thiếu Phân và Trương Tấn quen nhau khi đóng chung trong một phim truyền hình. Ấn tượng đầu tiên của Thái Thiếu Phân về Trương Tấn là anh nói tiếng Quảng Đông rất tốt. Do đó, khi đi mua sắm, cô thường nhờ anh đi cùng để phiên dịch. Sau khi bén duyên, họ kết hôn và lần lượt sinh ba con. Thái Thiếu Phân được biết đến qua hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám của TVB như Thiên Địa Hào Tình, Bàn Tay Nhân Ái, Lạc Thần, Bí Mật Của Trái Tim, Thám Tử Lừng Danh, Lực Lượng Phản Ứng, Bảo Cát, Lấy Chồng Giàu Sang, Bà Mẹ Ba Con được xếp vào hàng tứ đại hoa đáng, nữ diễn viên được yêu thích nhất của TVB thập niên 1990 đến 2000, năm 2011 và 2012, Chân Hoàng Truyện giúp sự nghiệp của Thái Thiếu Phân ở Trung Quốc đại lục thăng hoa, cô đảm nhận nhân vật phản diện Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Nghi Tu, một người làm nhiều điều ác trong phim, khiến khán giả căm ghét. Dù vậy, lối diễn xuất điêu luyện và thần thái của ngôi sao Hồng Kông này được khen ngợi hết lời.
Vai diễn này để lại ấn tượng mạnh đến mức nhiều khán giả còn gọi Thái Thiếu Phân là nương nương ngoài đời. Trương Tấn là ông xã của nữ diễn viên, là một diễn viên võ thuật tên tuổi trong làng phim hành động Hoa ngữ. Thời điểm công khai yêu nhau, nam diễn viên nhận không ít lời bàn tán vì sự chênh lệch danh tiếng và kinh tế so với bạn gái. Dẫu vậy, anh đã chứng minh tình cảm của mình dành cho Thái Thiếu Phân theo năm tháng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.